Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ tỉnh Long An về tội loạn luân, Ngoài vụ án này, vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại. Sau khi bản án có hiệu lực, tránh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Lê Tùng Vân. Ông Vân đã có đơn xin hoãn thi hành án với lý do tuổi già sức yếu và mang nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạn. Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đã có thông báo đến giám định trực tiếp tình trạng bệnh của bị án Lê Tùng Vân tại nơi ông đang ở. Sau đó, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án phạt tù của ông Lê Tùng Vân. Như vậy tại thời điểm bị khởi tố bị can ở vụ án thứ hai, ông Lê Tùng Vân vẫn đang trong thời gian xin hoãn thi hành án phạt tù của vụ án thứ nhất. Theo quy định hiện nay tại khoản 1 điều 67 Bộ luật hình sự, các trường hợp có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù gồm: người có án phạt tù bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được phục hồi, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người lao động duy nhất trong gia đình, trừ trường hợp bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng. Theo điều 25 Luật thi hành án hình sự, người được hoãn chấp hành án không được đi khỏi nơi cư trú nếu không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội. Trường hợp bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó. Ngoài ra trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong một bản án lại bị xét xử về một tội xảy ra trước hoặc sau khi có bản án đó thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại điều 55 của Bộ luật hình sự, quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Khi bản án có hiệu lực, tranh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù theo Điều 364 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi nhận được quyết định thi hành án phạt tù, người chấp hành án có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với các lý do tại khoản 1 Điều 67 Bộ Luật Hình Sự và sẽ được tòa xem xét giải quyết. Trường hợp ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố và sắp tới có thể sẽ truy tố, đưa ra xét xử về tội loạn luân. Khi đó, tòa án sau khi xét xử sẽ quyết định hình phạt của ông Lê Tùng Vân đối với tội loạn luân, sau đó quyết định tổng hợp hình phạt chung với mức bản án 5 năm được xét xử trước đó. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, tranh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù và quyết định sẽ được giao cho ông Lê Tùng Vân. Sau khi nhận được quyết định, ông Lê Tùng Vân có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù và sẽ được tòa án xem xét theo quy định. Trong trường hợp ông Lê Tùng Vân đã 92 tuổi, và với tình hình sức khỏe như hiện tại, có khả năng ông Vân sẽ tiếp tục được hoãn chấp hành án phạt tù. Liên quan vụ tịnh thất Bồng Lai ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Bị can được tại ngoại vì lý do sức khỏe, bị can đang mang bản án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân chưa thi hành. Trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Đầu năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành do bà Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng nơi đây là tỉnh thất Bồng Lai, sau đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ để hoạt động từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã giàn dựng diễn xuất và đăng tải 5 clip và một bài viết trên mạng xã hội. Qua phân tích giám định của cơ quan chức năng xác định nội dung của các clip và bài viết này, thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm bôi nhọ uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm uy tín Phật giáo, danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cuối tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, cùng lãnh 4 năm tù, Cao Thị Cúc 62 tuổi, 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2012, những bị cáo còn lại trong vụ tịnh thất bồng lai cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đầu tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại đây, Hội đồng xét xử bác kháng án giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm. Mới đây, Tập đoàn Thuận An có công văn gửi Ban quản lý hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh để phản hồi về khả năng tiếp tục hợp đồng hai gói thầu xây lắp số 5 và 6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên. Theo văn bản, Tập đoàn Thuận An cam kết sẽ tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và 6, đồng thời khẳng định không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trước đó ngày 18 tháng 4, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư có văn bản gửi công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, tập đoàn Thuận An về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên. Theo chủ đầu tư qua kiểm tra công trường hai gói thầu và báo cáo của tư vấn giám sát thì hiện nay tập đoàn Thuận An đã ngừng thi công, các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công không có trên công trường. Để đảm bảo tiến độ như cam kết của nhà thầu, đại diện chủ đầu tư cho biết ngày 22 tháng 4 tới sẽ làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp trên tại cuộc họp, liên danh tư vấn giám sát sẽ báo cáo tình hình thực hiện của công ty Thuận An đối với phần việc đơn vị đảm nhận ở hai gói thầu số 5 và 6. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng yêu cầu tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thi công hai gói thầu. Trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, người đại diện theo pháp luật thay thế gửi về ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 4. Trường hợp tập đoàn Thuận An không phản hồi, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định tại gói thầu XL06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương dài 2,8 km. Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình, công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Nguyễn Lê, công ty cổ phần công trình giao thông công tránh tập đoàn Thuận An. Theo hợp đồng tại gói thầu XL06, tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng trên 458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu. Còn gói thầu XL5 đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng theo hợp đồng, tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trừ hạng mục cây xanh điện chiếu sáng bờ phải. Khối lượng phần việc tập đoàn Thuận An chiếm 77,5 trên 561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc đắk nông bình phước bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Trắc Nông, Ma Lê Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Mali Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn Trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Đức Quận. Bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Văn Hiệp, lý do vi phạm các quy định của đảng và nhà nước đã bị khởi tố bắt giam. Trước đó ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đề nghị bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Quận và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hiệp. Đồng thời, bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Quận và ông Hiệp. Tờ trình nêu các cá nhân nói trên bị bãi nhiệm vì đã vi phạm các quy định của Đảng nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua việc bãi nhiệm nói trên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trình bày và đề xuất thông qua các nghị quyết liên quan thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo hình thức đối tác công tư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối từ thị trấn tân sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đi ngã tư tà năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đoạn qua lâm đồng